câu, thế câu, qua câu. Xin chào anh em, chào mọi người. Ngày chủ nhật cuối tuần thì cũng chúc mọi người anh em một ngày chủ nhật thật vui vẻ. Thì ngày hôm nay thì ngày chủ nhật của anh em mình thì hôm nay anh em mình tiếp tục đi câu, và câu hôm nay là mình câu ở cảng Tiên Sa mọi người. Thì nghe mấy anh em nói thì bên này đi câu có sắp đủ mấy ngày đi cũng trúng, thì anh em ngày hôm nay anh em mình cũng tập trung qua đây. Nhưng mà ngày hôm nay là mọi người đi câu ở đây rất là đông đó, mình sẽ quay cho mọi người xem. Đây, bây giờ là team của mình đây, team của mình đây đang ra cần đó. Bên kia là có một số anh em đó đang cao bên đó, còn bên kia thì rất là đông nữa, nhiều nữa. Đây, mình sẽ quay cho mọi người xem đó. Vì mấy ngày hôm nay là nghe nói là ở khu này là khá đủ, sắp đủ rất là nhiều. Đây người đây đó, bên kia là anh em đang tập trung cắm trại đồ câu cá rồi ở lại thì rất là nhiều đó. À, bây giờ mình cũng chuẩn bị rốt cần để đi câu đó. Xí nữa là mình xin mình tắt cái máy quay đó, mình xí nữa mình chốt cần xong mình quay cho anh em xem đó. Đây bọn Bi, bọn Đức, Đức hào Đức đấy. Giờ đổi vị trí đi. Đó. Anh em ngày đi chủ nhật cao đông không? Đó. Không trẻ nấu ăn rồi đây. Trên là nó đưa ra. Chỗ bia bọc đây. Quá trời luôn. Giờ mình nay mình di chuyển khu vực khác, khu vực này không có cá. Đây thì tiếp này, xong đi đổi vị trí khác. Ta cắm trại lại. Sao đây? Nó sai dễ chắc. Nó sai dễ sợ. Sai thật. Sai dễ chắc. Rồi đây mà đây đổi hướng khác rồi. Rồi. Rồi thằng thủ tập trung đi. Đây đã không xuống chỗ này mà đây xuống kia. Okay. À, mình đây xuống có được này, bẻ cóc vô. Đây, cái chỗ này là mấy ngày nay anh em đúng có đủ rất là nhiều đây. Bây giờ anh em mình chuyển qua
của khu vực này. Đó. Có một anh đang ngồi cạo ở đó, anh đó là hình như câu cá có cần tay, câu có liệp, có giò gì đó. Và đây, một con cua đây. Cái nhà này anh em trúng ở đây rất là nhiều. Nên mình đi. Đây, đây có một chú nữa đi. Đây, cầm bọc bẻ đây. Am chú. Am biết mua chưa? Chưa luôn hả? Mấy ngày kia cao thấy cao ghê lắm mà, không biết cao ở đâu ấy. Bên kia mà không biết đó, mình đâu đó, đây đầu tiên mà. À. Thật là. Ồ, được câu rồi tê. Lấy nữa đó hả? Ồ, anh đi lấy được con cá đầu rồi tê. Dư. Lấy hồi cho anh. Bỏ câu nữa hả? Để quay cho mấy bọn xem nè. Đâu? Ồ, đây đây đây. Thấy chưa anh em? Đây. Cá này. Sắp đủ tê, đây. Dạ chưa? Ôi giời, đây. Mình sẽ ngay đi kiếm con cá ở đây. Xô. Sáng ngày hôm qua nó mới anh đang lên nó cao nhiều lắm. À đi. À. À. Anh đi qua thử bên này. À. Đây. Tao có đồ ăn lâu quá. Đây mình tao có liệp. Đó. Tao có giặc. Lấy hồn, mỗi thỏ xuống. Một con. Một con. Có giặt cho anh em xem. Ồ, trời có đồ ăn lâu quá. Tiếp tục. Chúa luôn. Lấy. Biết. Tiếp tục. Ô. Ô. Đây, đây, đây. Nắm thử nước, nắm thử nước, nắm thử nước, nắm thử nước. Nắm thử nước. Cái đất đặt á. Wow, trời ơi. Wow, có gì à? Wow. Yeah. Yeah. Đây đi vô trong đó. Có gì à, có gì à? Đó, để đây đây được. Chơ, có gì à? Chơ sờ.
Đây có gì ở đây em? Wow, đất luôn rồi. Đất lưỡi liền. Wow, có gì à? Thấy anh em. Có gì ở chứa à? Gì khủng bố luôn. Yeah. Có đống nước màu kia. Nếu búng có đò đó. Ồ, hẳn đớp cục dữ các thầy. Yeah. Đó. Còn có gì à? Xóm chợ là không có cá đầu nghe đây. Đó, toàn là có liệt với là có giạc không. Giờ anh em tập trung qua đây ngồi chỉ qua bọt bẻ luôn rồi. Đó, ngồi đợi coi có cá hay không. Đây là sâm cao đây mấy bọn. Đây, sâm cao đây ngâm rượu đây. Đó. Đó, sâm cao đây. Đó. Hoàng đó là nhổ luôn cỏ rễ cỏ gốc luôn này. Đó. Giới thiệu cho mấy bạn biết này. Đây là hoàng hôn đoa. Đó là chuyên sửa về hôn đoa. Tất cả xe cộ xe máy gì là hôn đoa. Đây là bi. Đó, anh bi này là lùm sắt thép. Nhưng mà hồi nhỏ còn hai chơi bắn bi lắm, trừ lớn thì bạn còn chơi, nên gọi là anh bi. Đây là bọn đất nhôm kính đất này, bọn này chuyên sản xuất lắp rốt nhôm cửa kính nhôm. Có nhu cầu thì liên hệ bọn đất này nghe. Đó. Còn mình là Lê, việc gì cũng ok hết. Đó. À, đất. Hello anh em, thì tình hình ngày hôm nay thì anh em mình câu có đù, nhưng mà do là sau ngày đây cũng chẳng thấy có cá gì hết, nên anh em mình câu có liệt có là có liệt có vạt thôi, không có được cá gì hết á, nên bây giờ là 5 giờ mấy rồi, anh em mình đi về. Chúc anh em xem video vui vẻ. Bây giờ anh em mình tập trung đi về, bây giờ tối rồi. Cảm ơn anh em xem video rất nhiều. Đó, anh em mình đi về đây. Đi về.